lẩu nướng heo. Đang nhúm lửa, đổ xuống đó đi, đổ dần dần. Đổ, đừng có đổ lên cục than nha. Đổ dưới rồi định đổ lên trên dính trên đổ lại hết chào tắm lấy màu nữa rồi nha. Đẩy cũng đâu tới được nữa đâu, đụng mẹ rồi. Lát cạo ra từ từ than để cho tá trái đều đi, kìa cạo ra từ từ. Cả nhà mình đang nướng heo à. Nướng heo vô vô tư đó, làm xương xương mát mát trước nè cả nhà. Quá mát, nướng heo. Đây là nướng thêm hai trứng giấy nữa. Trái dứng. Trứng giấy, trái dứng. Bốc mùi thơm phức. Đây. Này à, ngọc heo. Ngọc heo chứ không phải ngọc dương. Thơm. Nướng nướng heo nè cả nhà. Vô. Dứt nọc heo. Nọc heo. Ngọc heo với ngọc heo không? Rồi. Ngon bà cũ. Heo lên cả này mua gì dầu điều không bà bảy? Vậy đồ mua dầu điều. Heo lên màu đẹp không? Heo quay là đàng hoàng mà giỡn mà. Ngồi quay tự sát vậy. Màu đẹp. Màu thay chảy nước miếng không? Ừ.
cảm giác sung sướng là đây à. Thơm phức luôn à. Này trời ơi, cảm giác sung sướng nè. Quá ngon, thơm mà nó ngon. Quay heo à, ngon nhất là khúc này nè ha. Ngọt ngắt luôn, lào da đó cả nhà, lào cho nó lên. Heo rừng, wow. Nghiệp dư mà quay cũng ngon quá chứ. Hội đâu anh? Quay lên, trời, quay cái lưng kìa. Hội lên kìa. Hội ổng trọng á. Hấp dẫn à. Heo mình chín rồi nè nha cả nhà. Đó, mình lên đẹp không? Màu coi nè. Nấu da giòn rập rập luôn cả nhà. À. Chất lượng. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Rau rạo không? Đó. Đó. Bảy bún bể luôn rồi. À. Quá ngon không? Nhà đăng ký chia sẻ like và đăng ký kênh chia sẻ cho Cường đạt được 100.000 subscribe làm con nữa cả nhà. Cả nhà làm chén nước chấm thần thánh nữa nè nha. Đó, chấm vô nè. Đó, thần thánh quậy có ngò rí rồi vô đó. Thơm ngon. Thấy chén nước chấm thần thánh là chai nước miếng nè ha. Quá ngon, quá ngon. Chứ sao chờ ai khen mình, tự mình khen mình là... Đây chuẩn bị nhập tiệc cả nhà. Đó. Heo heo nướng lòng luộc. Đây để trứng trước cho. Đó nè cả nhà. Chấm vô nước mắm thần thánh. Thơm ngon. Mà bạn ăn nha. Đây cháo lòng. Chặt heo rồi cả nhà ơi. Anh em nhập tiệc đó nha. Mình đây hậu cần nha. Đó. Mặn sức ăn đi. Nè, ăn cục rồi nè, cục vàng. Nè cả nhà, ăn đi kì. Đó nè, thịt nè, da đó nè. Ăn thử cả nhà. Để nó biết không?
Giòn rụm rụm. Làm muốn mở luôn. Thơm ngon quá nha. Ngon quá, thấm ngon cực kỳ. Thôi xong rồi nha, mình kết thúc video cả nhà.